Mến chào các bạn. Đây là trạm xe điện trung tâm ở thành phố Melbourne, Southern Cross. Từ trạm này các bạn có thể đi đến trạm xe điện Springvale. Sau đó chỉ cần tản bộ vài trăm mét là đến trung tâm thương mại của thành phố Springvale. Hệ thống giao thông công cộng ở Victoria có thể nói là tốt nhất trên thế giới. Springvale có hai ga đường sắt ngoại ô, cả hai đều nằm trên tuyến Pakenham-Cranbourne của mạng lưới đường sắt Melbourne. Ga xe điện Springvale ở trung tâm ngoại ô phục vụ khu mua sắm xung quanh đường Springvale. Ga xe điện Sandow Park ở phía đông nam của vùng ngoại ô phục vụ trường đua ngựa, đường đua Sandow và đường đua Sandow Park Greyhound Racing. Đây là thẻ Mikey sử dụng cho các phương tiện giao thông công cộng ở Victoria, giống như thẻ Opal ở Sydney vậy đó các bạn. Ở Úc, mỗi tiểu bang đều có luật lệ riêng, cũng như về hệ thống giao thông công cộng có những quy định luật lệ riêng. Cô ba thích hệ thống trả tiền vé ở Sydney hơn. Ở Sydney, làm thẻ Opal không tốn phí, nhưng thẻ Mikey các bạn phải trả 6 Úc Kim. Và ở Sydney, nếu các bạn không có thẻ Opal cũng không sao, vì các bạn có thể trả bằng thẻ ngân hàng mà có hệ thống Visa hay Master. Springvale là một vùng ngoại ô ở Melbourne, thuộc tiểu bang Victoria, Úc Châu, cách khu thương mại trung tâm của Melbourne 22 km, tức là 14 dặm, về phía đông nam, nằm trong khu vực chính quyền địa phương của thành phố Greater Dandenong. Springvale được biết đến là nơi có cộng đồng người Việt đông nhất ở tiểu bang này, và có thể nói là đông thứ nhì ở nước Úc. Hôm nay, Springvale trời âm u, nhiệt độ thấp nhất là 14 độ C và cao nhất là 23 độ C đó các bạn. Springvale là một vùng ngoại ô rộng lớn, chiếm 11.2 km vuông, tức là 4.3 mai vuông đó các bạn. Giới hạn bởi đường Wethel ở phía tây, đường cao tốc Princess, đường Police ở phía bắc và đường Corrigan ở phía đông bắc, đường Hitterton ở phía nam và đường Lawn ở phía đông nam. Springvale được kết nối với thành phố Melbourne bằng đường cao tốc Monash thông qua lối ra đường Ferntree Gully ở phía tây bắc của vùng ngoại ô.
Vùng ngoại ô chủ yếu là khu dân cư, mặc dù một số khu công nghiệp nhỏ nằm rải rác ở phía Tây Bắc và Đông Bắc của vùng ngoại ô. Năm 2014, Streamville có dân số ước tính khoảng 20.200 người. Theo thống kê vào năm 2021, thì Streamville ghi nhận dân số là 22.174 người. Cư dân của vùng ngoại ô này có mức độ di cư cao hơn, đa dạng văn hóa. Điều tra dân số năm 2011 cho thấy 69 cư dân Streamville được sinh ra ở nước ngoài, cao hơn so với Greater Dandenong và cao hơn gấp đôi tỷ lệ đô thị tương ứng 33%. Trong số 99 quốc gia nơi sinh của cư dân ở đây, Việt Nam chiếm 21%, Ấn Độ 11%, Campuchia 5% và Trung Quốc 5%. Tỷ lệ định cư của người di cư tương đối cao, với 8% cư dân đã đến Úc trong vòng 2 năm rưỡi trước đó, tương tự như con số của Greater Dandenong là 7%. Các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được sử dụng bởi 79% cư dân Streamville, so với 64% của Greater Dandenong. Trong số các tín ngưỡng tôn giáo chiếm đa số là Phật giáo, được 27.3% cư dân ngoan đạo và Công giáo là 21%. Các trung tâm mua sắm ở Streamville mang đến trải nghiệm mua sắm châu Á độc đáo, ẩm thực đa dạng và nhiều món ăn vặt theo phong cách rất Việt Nam. Streamville nổi tiếng với các chợ, hàng quán ẩm thực người Việt và cộng đồng Việt Nam. Tuy nhiên, Streamville là một trong những vùng ngoại ô đa dạng nhất ở Úc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhiều người đang chọn chuyển đến khu vực này do môi trường sống tiện lợi của nó. Có nhiều các ngôi nhà gia đình ở Springvale. Những ngôi nhà gia đình này được bảo trì tốt và nằm trên những con đường yên tĩnh. Springvale mang đến trải nghiệm ngoại ô tuyệt vời cho những người đang tìm kiếm một vùng ngoại ô tiện lợi để chuyển đến. Trong số 6.489 ngôi nhà ở Springvale, 16% là chung cư. Ít hơn tỷ lệ trên Rector Dandenong là 21%. Mặc dù nhiều hơn mức đô thị là 11%, 61% nhà ở thuộc sở hữu hoặc được mua, ít hơn mức đô thị là 71%. Bên cạnh việc cung cấp nhà ở, giá cả phải chăng, vùng ngoại ô này còn mang đến những trải nghiệm ngoại ô tuyệt vời, phù hợp với mọi lứa tuổi. Springvale có nhiều siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng bán lẻ, ngân hàng, trường công lập và tư thục. Có thể dễ dàng đến bằng các phương tiện giao thông công cộng hoặc xe nhà. Springvale là nơi lý tưởng cho những người độc thân, gia đình trẻ và những người về hưu sinh sống. Springvale cung cấp các siêu thị, nhiều cửa hàng địa phương, IKEA Homemaker, M-City, nhiều nhà hàng thú vị, hệ thống xe bus và xe điện tiện lợi, và gần các trung tâm chăm sóc trẻ em, khu bảo tồn văn hóa và công viên. Thank you.
Nhìn chung thì giá cả thực phẩm ở Streamville có nới hơn ở Sydney đó các bạn. Những loại rau này ở Sydney có giá là 12 đồng cho một ký, nhưng ở đây chỉ bán có 7 đồng thôi. Lễ hội Tết Nguyên Đán Streamville đầu tiên được tổ chức vào Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 1993 tại Đại lộ Buckingham và Balmoral từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Chủ nhật là ngày ưa thích vì nó cho phép các cửa hàng thực phẩm địa phương tham gia và nó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay và hiện thu hút hơn 50.000 người. Đường phố bị đóng trong một ngày và đông đúc với một loạt những người đến tham dự, quầy hàng, trò chơi, các sự kiện được dàn dựng, âm nhạc và giải trí. Vào năm 2010, Đại lộ Balmoral, một dự án phát triển hỗn hợp bao gồm các căn hộ, bãi đậu xe 7 tầng, và các hợp đồng thuê nhà bán lẻ ở tầng trệt đã được hoàn thành ở trung tâm của khu bán lẻ nhộn nhịp của Đại lộ Buckingham và Balmoral. Sự phát triển trị giá 20 triệu đô la bao gồm việc tạo ra một quảng trường công cộng có tên là Multicultural Place.
một loạt các dự án thiết kế đô thị và nghệ thuật công cộng quy mô nhỏ từ năm 2000 đến 2003 đã tạo ra những dấu ấn trên đường Greenville, tại trường tiểu học đường hầm và dịch vụ y tế cộng đồng. Tiếp theo là việc nâng cấp cảnh quan đường phố lớn hơn ở đại lộ Buckingham vào năm 2004, bao gồm việc xây dựng hai cửa ngõ lớn chịu ảnh hưởng của châu Á đương đại ở góc đại lộ Queens. Dự án tách đường bộ và đường sắt được chờ đợi từ lâu trên đường Greenville đã được hoàn thành vào năm 2014, loại bỏ các cổng, cung cấp một nhà ga mới và một không gian công cộng phía nam mới với những cây cọ đặc trưng, công bố một cửa ngõ hiện đại đến giải mua sắm bán lẻ của Greenville. Vào năm 2015, một cửa ngõ châu Á thứ hai đã được thực hiện thông qua quan hệ đối tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á Greenville, chính quyền tiểu bang và hội đồng, trải dài trên đại lộ Buckingham ở góc đại lộ Windsor và cung cấp một địa danh văn hóa và hình ảnh quan trọng. Ngày nay, trung tâm hoạt động Greenville nằm ở đại lộ Buckingham, chạy song song với đường Greenville ở phía tây của trung tâm. Để phản ánh văn hóa châu Á, các sản phẩm công cộng trên đường phố và cơ sở hạ tầng có chủ đề văn hóa châu Á. Đây là nơi tổ chức các lễ hội thường niên lớn nhất của thành phố. Tết Nguyên Đán cũng như sự kiện theo chủ đề mùa đông như Snowfest được thành lập vào năm 2014 để các gia đình trải nghiệm niềm vui và tuyết thật mà không cần phải lên núi. Sự kiện này đã tăng số lượng du khách mỗi năm và thu hút hơn 20.000 người đến với lễ hội đường phố, nơi máy làm tuyết, khu vui chơi trên tuyết, trò chơi, thực phẩm và các quầy hàng chiếm không gian. Năm 1984, Greenville Neighborhood House được xây dựng thông qua một dự án thanh niên được khởi xướng. Những người tham gia đã xây dựng tòa nhà bằng những viên gạch đất sét từ một mỏ đá địa phương. Hạ viện đã tổ chức một nơi gặp gỡ cho các nhóm tự lực và trao quyền cho cộng đồng đa dạng về văn hóa. Ngày nay, Greenville Neighborhood House là một phần của mạng lưới dịch vụ hỗ trợ và định cư rộng khắp độc đáo ở Greenville. Sau cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết chương trình. Cô Ba cũng xin mến chúc cho các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt.